Xin chào anh chị em, hôm nay mình xách tay từ Hàn Quốc về một cái hộp cao sâm chính phủ rất là cao cấp để phục vụ khách VIP nhé. Anh chị em mà có người nhà mà ốm đau hay là bị suy dinh dưỡng này, suy nhược cơ thể này, hay là những người mà bị ung thư này, hay là những người mà đang mổ ở trong bệnh viện này, đấy, những người mà mới phẫu thuật xong sức khỏe kém hay là do tai nạn này, đấy, mà uống cái hộp mà cao sâm chính phủ này vào thì quá tuyệt vời. Ở bên trong này nó có 4 lọ bên trong nhé. Một hộp to này có 4 lọ bên trong, rất là đẹp và sang trọng. Cái này mà mua dùng thì thôi, nhất quả đất rồi. Nó được gọi là sản phẩm không thể thiếu của người thành công bên Hàn Quốc, đúng không ạ? Anh chị em nào có nhu cầu thì có thể tìm hiểu nhé. Cao sâm chính phủ cao cấp ấy, của Hàn Quốc. Rất tuyệt vời. Đó, đây là cái tờ hóa đơn khi chúng ta mua hàng ở bên Hàn Quốc. Và trên tờ hóa đơn này thì nó có rất là nhiều các thông tin, có giá tiền này, có địa chỉ, số điện thoại của trung tâm nhân sâm chính phủ. Đó, mà chúng ta tìm hiểu xem là một cái hộp này thì nếu mua ở bên Hàn Quốc này thì sẽ là bao nhiêu tiền nha anh chị nhé. Đây, một cái hộp này mua ở bên Hàn Quốc là 1.759 đô một hộp này. Bên trong có 4 hộp nhỏ nha anh chị em nhé. Đó, và để kiểm tra hàng thì anh chị em hết sức lưu ý là trên cái hóa đơn này nó có địa chỉ này, số điện thoại này, mã số thuế của trung tâm sâm chính phủ Hàn Quốc. Đấy, anh chị em có thể kiểm tra để cho yên tâm, đúng không ạ? Đó, rồi cảm ơn anh chị em đã theo dõi nha. Xin chào anh chị em đến với kênh Hàng Chính Phủ Hàn Quốc, hàng xách tay đi đường bay. Cả nhà mình ơi, hôm nay em Huy giới thiệu cho cả nhà biết một cái hộp sâm cao cấp, một hộp cao sâm thượng hảo hạng của chính phủ Hàn Quốc, sâm chính phủ, hàng xách tay đi đường bay. Và trong một cái hộp to như thế này thì sẽ có 4 hộp nhỏ bên trong. Và mình muốn giới thiệu cho anh chị em biết cái tác dụng của cái hộp sâm thượng hảo hạng này. Và đây là hộp sâm mà đối với người Hàn, đối với những người thành công ở Hàn Quốc thì người ta gọi là sản phẩm không thể thiếu của người thành công. Đó, nhìn nó rất là sang trọng và đẹp nha mình ạ. Đó. Và cái tác dụng của nó như sau. Tác dụng của cái hộp cao sâm cao cấp này là bồi bổ sức khỏe toàn diện, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, và nó điều hòa cái quá trình trao đổi chất và giải cái độc tố trong cơ thể. Thứ hai nữa là giúp tỉnh táo ngay tức thì, bù đắp khoáng chất, tăng cường sự vận động cho cơ thể thiếu hụt khi mà lao động nặng. Thứ ba nữa là chống lão hóa các tế bào hệ thần kinh, cải thiện trí nhớ, giúp cho tinh thần tỉnh táo, giảm stress và giảm mất ngủ kéo dài. Thứ tư, khi mà dùng cao sâm chính phủ cao cấp này, nó tăng cường chức năng gan, chức năng thận và tiền liệt tuyến. Thứ năm nữa là cải thiện chức năng hô hấp và tăng khả năng miễn dịch. Thứ sáu là phục hồi khí sắc, giải độc gan. Thứ bảy nó là giảm các cái tác hại của chất phóng xạ, và đây là nguyên nhân gây ra các cái tế bào ung thư. Và thứ bảy nữa là khi mà uống cao sâm chính phủ, nó diệt trừ các cái acid uric, một cái loại acid rất là độc để gây lên các tế bào ung thư. Thứ tám là cân bằng và điều chỉnh huyết áp. Thứ chín là giảm cholesterol trong máu đấy, và cân bằng lượng đường trong máu cho bệnh nhân bị tiểu đường, tăng sản xuất tế bào hồng cầu. Thứ 10 là giúp tái tạo tế bào chống lão hóa cho làn da tươi sáng và mịn màng. Thứ 11 là cải thiện sự thèm ăn của trẻ em và người lớn tuổi. Thứ 12 nữa là tăng cường tuổi thọ. Về cơ bản thì cái hộp cao sâm chính phủ này nó rất là đẹp, rất là sang, nó rất là chất lượng. Và anh chị em lưu ý giúp mình là nó bồi bổ sức khỏe rất là toàn diện. Nói một cách vui đó là ốm đến mấy thì ốm, mệt đến mấy thì mệt, nếu như mà được uống cái hộp cao sâm chính phủ thượng hảo hạng cao cấp này thì chúng ta khỏe ngay lập tức, đúng không ạ? Vùng dậy và mạnh mẽ như một chàng trai tuổi đôi mươi luôn. Đấy, cả nhà mình nhìn thật kỹ nhé. Trong cái hộp to này có 4 hộp nhỏ. Đấy, cảm ơn anh chị em đã theo dõi. Và nếu như anh chị em có nhu cầu mua cái sản phẩm này về làm quà thì hãy liên hệ với lại Kozamart, siêu thị online Kozashop, hàng xách tay Hàn Quốc chính hãng, hàng chính phủ cao cấp, hàng xách tay đi đường bay theo số điện thoại hotline 0972 158 158, hoặc là chuyên viên tư vấn cao cấp của Kozamart, siêu thị online hàng xách tay Hàn Quốc 0984 470 481, 0986 307 102. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi. Chúc anh chị em ngày mới vui vẻ.
Xin chào anh chị em đến với kênh Hàng Chính phủ Hàn Quốc, hàng sách tay đi đường bay. Cả nhà mình ơi, hôm nay em Huy lại giới thiệu cho nhà mình một cái điều rất là đặc biệt. Trong những ngày qua, rất nhiều các cô, các chú dùng hàng cao cấp, hàng chính phủ Hàn Quốc, và nhờ em Huy là hãy hướng dẫn cái cách sử dụng của hộp cao sâm chính phủ cao cấp, thượng hảo hạng, sản phẩm không thể thiếu của người thành công bên Hàn Quốc về bảo vệ sức khỏe. Thì đây là một cái, phải nói là đây là một cái hộp rất là hiếm, cực kỳ hiếm, phải rất khó khăn mới mua được nó về. Thì cả nhà mình lưu ý là một cái hộp như thế này, ở bên trong có bốn hộp nhỏ cao sâm, một hộp to, ở bên trong có bốn hộp nhỏ, và đây là cái hóa đơn đấy, cái hóa đơn mua ở trung tâm sâm chính phủ Hàn Quốc đấy. Mình sẽ dở ra cho anh chị em xem nhé. Đấy, dở ra cho anh chị xem này. Đây, cái hóa đơn của nó đây. Thì một hộp to này có bốn hộp nhỏ, giá của nó là tính ra tiền đô này, 1.759 đô, đúng không ạ? Đấy. Và cái hộp này mới mua ngày 2 tháng 7 năm 2019. Và sản phẩm thì mình xách tay về liên tục để phục vụ khách hàng đó. Và nhà mình ai có nhu cầu mua làm quà, mua biếu người thân thì đây là phải nói là một cái sản phẩm nó quá là tuyệt vời, nó quá là sang trọng, nói chung là dành cho khách VIP. Và cách dùng của cái hộp và cao sâm chính phủ thượng hảo hạng cao cấp này như sau anh chị em nhé. Cách dùng tốt nhất của nó đó là gì ạ? Vào buổi sáng thì sau khi mà ăn sáng đấy, chúng ta sẽ mở cái hộp này ra, vì đây là cái hộp mình bán và mình xách về cho khách, nó vẫn còn nguyên tem nên mình không bóc ra nhé. Ở bên trong cái hộp cao sâm này nó có cái hộp chứa cái lượng cao sâm rất là nhiều, và mỗi một lần pha ấy thì chúng ta lưu ý là chúng ta lấy cái thìa nhỏ này, đúng không ạ? Chúng ta chấm cái thìa nhỏ này vào thôi đó. Chúng ta lấy một cái thìa nhỏ này chúng ta pha vào một cái cốc nước khoảng 200 đến 200 ml nước đó, và chúng ta khuấy đều lên và pha trong nước ấm là uống tốt nhất anh chị em nhé. Và chúng ta uống vào sau ăn sáng, và uống sâm thì uống tốt nhất vào buổi sáng. Và cả nhà mình lưu ý là gì ạ? Sâm thì không dành cho phụ nữ có bầu và phụ nữ đang cho con bú, bởi vì sâm nó có tác dụng rất là mạnh đến các cái bộ phận trong cơ thể, và đặc biệt là tác động rất nhiều đến mạch máu, hoạt động rất là mạnh, mà nó không làm cho, nó không gây tốt cho những cái người mà đang mang thai, mạch máu của em bé rất là non, đúng không ạ? Rất là yếu, như vậy không tốt khi mà đang mang bầu uống nó. Và sâm thì không dùng vào buổi tối, bởi vì sâm thì dùng rất là khỏe. Đấy, cái vùng buổi tối chúng ta rất tỉnh và mất ngủ, đúng không ạ? Và mỗi một lần uống thì chúng ta lấy một cái thìa nhỏ này, tùy vào vị đậm nhạt, có người cho nửa thìa nhưng có người lấy một thìa này, hòa vào cốc nước khoảng tầm 250 ml nước. Chúng ta hòa đều với nước ấm và chúng ta uống vào buổi sáng sau ăn. Đó, anh chị em nhà mình lưu ý và nhớ giúp em Huy điều đó nhé. Và đây là cái hộp mà em mua về, em không mở ra được bởi vì đây là cái tem niêm phong nguyên của nó. Em phải đưa cho khách, đúng không ạ? Với bóc tem ra thì khách sẽ có cái suy nghĩ không hay. Đấy, đây là sản phẩm em xách tay về để phục vụ bà con, và em phải nói đây là một sản phẩm rất khó mua, cực kỳ khó mua, rất chất lượng. Đấy, sản phẩm thượng hảo hạng. Và đối với người Hàn Quốc thì họ có một cái quan niệm là đây là sản phẩm không thể thiếu. Vì nhà mình biết không? Đấy, cái chất lượng của cái hộp này thì nó quá tuyệt vời. Và đây này, đấy, cái tập này, cái chữ Jingwell này này, nó là một cái thương hiệu chứng nhận chất lượng sâm rất là khủng khiếp ở bên Hàn Quốc. Thì có những cái sản phẩm siêu cao cấp thì mới có thể là có cái chữ đó nhé. Đó, đây nhà mình nhìn này, em giơ cái hộp này lên để cho nhà mình nắm bắt được nhé. Đấy, nhìn thấy chưa, đẹp lắm, hộp này rất là to, rất là VIP, đi làm quà biếu quà tặng thì quá tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh chị em đã theo dõi nhé. Anh chị em muốn mua làm quà biếu quà tặng liên hệ với lại hotline của Kozamart, siêu thị online hàng sách tay, hàng chính phủ Hàn Quốc, hàng sách tay đi đường bay, 0972 158 158, hoặc là chuyên viên tư vấn cao cấp của siêu thị online Kozamart, 0986 307 102, 0984 470 481. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi. Chúc anh chị em ngày mới vui vẻ.